Hơn 250 đoàn viên thanh niên của huyện Châu Đức đã tham gia buổi đối thoại với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Trong không khí thân tình cởi mở, đoàn viên thanh niên huyện Châu Đức đặt ra gần 30 câu hỏi về các nội dung có liên quan đến đời sống của thanh niên nói riêng, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện nói chung, như chính sách hỗ trợ vốn cho thanh niên lập thân, lập nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn. Tội phạm công nghệ cao đang xâm nhập vào đời sống người dân, thanh niên các vùng nông thôn làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Đoàn viên thanh niên còn quan tâm đến quy hoạch huyện Châu Đức những năm tiếp theo, nhu cầu về nguồn lao động tại địa phương khi các khu công nghiệp trên địa bàn huyện được triển khai, các vấn đề an sinh xã hội. Những vấn đề đưa ra tại buổi đối thoại được lãnh đạo các cơ quan đơn vị huyện Châu Đức trực tiếp giải đáp. Đối thoại với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Người dân kiến nghị ngành thủy nông cung cấp nước cho tuyến kênh N9 để bà con sản xuất vụ hè thu, tiếp tục đầu tư hệ thống điện chiếu sáng giao thông nông thôn tại một số tuyến đường trên địa bàn xã, đồng thời khảo sát lắp đặt hệ thống nước sạch nông thôn cho 7 hộ dân tại ấp Tân Hiệp và có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tỉnh lộ 765. Các ý kiến thắc mắc của người dân đều được lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Long Tân trả lời thấu đáo những vấn đề vượt thẩm quyền chính quyền địa phương sẽ có văn bản gửi lên cấp trên để xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất